Cảm ơn quý vị đã liên tục theo dõi những bản tin vừa rồi của chúng tôi. Và bây giờ Ngọc Quỳnh một lần nữa sẽ trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam và đời sống. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Mỹ điều 7 tàu ngầm nguyên tử tới Biển Đông. Hải quân Mỹ đưa ít nhất 7 tàu ngầm nguyên tử trang bị hỏa tiễn tới khu vực Biển Đông để biểu dương lực lượng bảo vệ hành lang Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tin cho hay 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử trang bị hỏa tiễn tấn công tầm xa đã rời căn cứ đảo Guam và một số nửa căn cứ tại Pearl Harbor, Hawaii và tại San Diego, California được điều động tới khu vực Biển Đông. Hành động này nằm trong chiến dịch phản ứng bất ngờ nhằm tiếp tục chứng tỏ cho Bắc Kinh biết hải quân Mỹ tới các lực lượng khác nhau vẫn có sức mạnh vượt trội ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chiến dịch được tiến hành trong sứ mạng hậu thuẫn cho chính sách tự do và mở cửa khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Ngũ Giác Đài cổ võ từ mấy năm qua. Những tháng gần đây, các viên chức chính phủ cũng như tướng lãnh của Mỹ theo nhau đã kích Bắc Kinh lợi dụng lúc cả thế giới dùng mọi nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19 để chèn ép các nước nhỏ ở phía Nam. Vẫn là tin Việt Nam, Đà Nẵng phản hồi việc doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu nhà, đất ven biển. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng hôm 19 tháng 5 cho biết, để hạn chế tình trạng các doanh nghiệp Trung Quốc núp bóng sở hữu nhà đất, sở đang rà soát các luật có liên quan. Truyền thông trong nước loan tin trên vào cùng ngày đồng thời cho biết, liên tiếp những ngày vừa qua thì dư luận nêu nhiều lo ngại về việc các doanh nghiệp này thu mua, thuê đất tại các khu vực trọng yếu ở Đà Nẵng. Phản hồi thông tin trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công văn phát đi ngày 19 tháng 5 cho rằng, Đà Nẵng có hai doanh nghiệp liên quan đến yếu tố Trung Quốc là công ty Silversea Triệu Nghiệp và Golden Wind Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện hai công ty này đã chuyển nhượng hết các lô đất sử dụng trước đây cho cá nhân, tổ chức trong nước. Tuy vậy thì trong công văn phản hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho hay Sở sẽ tiếp tục rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân có yếu tố nước ngoài để sớm làm rõ thêm các thông tin phản ảnh của báo chí và dư luận. Và tại Việt Nam thì xử phạt giao thông tăng gấp 3 lần sau 3 ngày tổng kiểm tra. Sau 3 ngày tổng kiểm soát các phương tiện giao thông trên toàn quốc, lực lượng cảnh sát đã xử phạt hơn 35.000 trường hợp, cao gần gấp 3 lần so với trước khi tổng kiểm tra. Theo tin từ truyền thông trong nước, từ 15 tháng 5 đến 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tiến hành tổng kiểm soát và xử phạt các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Trong quá trình thực hiện, cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra tất cả các phương tiện giao thông mà không cần chỉ ra lỗi. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Sài Gòn, sau 3 ngày 15 tháng 5 đến 18 tháng 5, tổng kiểm soát phương tiện giao thông, lực lượng, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 4.145 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 639 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái 408 trường hợp, tạm giữ 718 phương tiện các loại. Người vi phạm chủ yếu bị lập biên bản xử phạt các lỗi vi phạm tốc độ, dừng đậu xe không đúng quy định, xe quá khổ, quá tải và vi phạm nồng độ cồn. Kính thưa quý vị, và tại Việt Nam thì những chuyện về sự oan và những oan khiên của người dân đã một ngày nhiều thêm, thì gần đây 5.000 người khắp trên thế giới đã ký kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải. Tính đến tối ngày 19 tháng 5, có sắp xỉ 5.000 người ở tại nhiều nước đã ký vào kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải, được gửi tới các lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam, các đại diện của Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế khác và nhiều đại sứ quán ở tại Hà Nội. Bản kiến nghị cũng được đăng lên trên trang web avas.org từ hôm 17 tháng 5, đề nghị Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Vì quá trình điều tra và xét xử vụ án đã đặt ra nhiều nghi vấn và gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Như đã đưa tin, Hồ Duy Hải năm nay 35 tuổi bị buộc tội giết chết hai cô gái hồi tháng 1 năm 2008 ở tỉnh Long An. Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây nhiều năm tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình. Song ông Hải và gia đình kêu oan, bản kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải chỉ ra rằng có rất nhiều điểm sai phạm thiếu minh bạch trong quá trình điều tra và xét xử,
cho thấy những quyền con người cơ bản của Hồ Duy Hải đã không được tôn trọng. Và quay sang một bản tin về du lịch cho biết là thành Rome của Ý vẫn vắng lặng khách du lịch. Ý đã bước vào ngày thứ hai của việc nới lỏng các quy định phong tỏa vào hôm thứ Ba 19 tháng 5. Nhưng trung tâm của Rome vẫn gần như vắng lặng và nhiều cửa hàng quyết định rằng tình hình này không đáng để họ mở cửa trở lại. Đài phun nước Trevi nổi tiếng hầu như không có ai tới thăm, chỉ có một bảng biển trên cửa có dòng chữ "Không có sự giúp đỡ từ chính phủ, chúng tôi không thể mở cửa trở lại". Hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc. Và tin từ Ý cũng cho biết các cửa hàng và quán bar hiện được phép kinh doanh kể từ ngày 18 tháng 5, miễn là họ tuân theo các quy định khoảng cách xã hội nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào từ khách du lịch. Một vài người dân địa phương đi xe đạp qua các di tích nổi tiếng và chụp ảnh thủ đô vẫn còn yên tĩnh khác thường. Rome vốn là một địa danh du lịch nổi tiếng bậc nhất thế giới, thu hút hàng triệu lượt khách hàng năm. Và bản tin cuối cùng trong phần tin hôm nay là tin đạo diễn Mad Men mất ở tuổi 54. Lynn Sutton, nữ làm phim người Hoa Kỳ, mất ở tuổi 54 do chứng rối loạn về máu. Theo Guardian, cô qua đời ngày 15 tháng 5 ở tại Los Angeles do một bệnh lạ về máu sau vài ngày sức khỏe suy yếu. Và một tuần trước đó thì cô vẫn thông báo đang đồng biên kịch một phim tâm lý. Lynn Sutton sinh ngày 27 tháng 8 năm 1965 ở tại Ohio, nhưng lớn lên ở tại Seattle, Hoa Kỳ, được xem là nhà làm phim độc lập hàng đầu của Hoa Kỳ. Hollywood Reporter gọi Sutton là gương mặt nổi bật của làng nghệ thuật ở thành phố Seattle. Các phim của cô có diễn xuất tự nhiên, phần thoại nhiều tính ngẫu hứng và phản ánh những mối quan hệ thân thiết. Cô chia sẻ mình chịu ảnh hưởng của các bậc thầy điện ảnh như Larry Dennis, Woody Allen, Ingmar Bergman. Cô từng đạo diễn một tập của series nổi tiếng Mad Men xoay quanh một người đàn ông làm trong ngành quảng cáo. Quý vị vừa theo dõi xong phần tin tức buổi chiều của đài CBN trên băng tần 14.5 trong ngày 19 tháng 5 2020. Và Quang Nhật và Ngọc Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng CBN để theo dõi chương trình tin tức cập nhật buổi tối lúc 9 và 11 giờ tối nay. Ngọc Quỳnh và Quang Nhật kính chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ, một ngày thật hạnh phúc và thật bình an với nhiều sức khỏe. Xin kính chào.